Hello và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Các Việt. Kính thưa quý vị, mặc dù một số vấn đề có liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn còn gây tranh cãi, nhưng mà theo mình thấy thì cũng chủ yếu là do cái cảm xúc của mỗi người thôi. À, tuy nhiên từ những cái thực tế mà mấy ngày nay báo chí đã đăng tải rồi qua qua cái việc mà những cái người trong cuộc cũng lên tiếng đó, thì mới đây à, luật sư kỳ cựu Bùi Minh Cảnh đã có vài lời tâm sự cũng rất là sâu sắc về cái câu chuyện này. À, cụ thể thì à, mình thấy cái statement mới nhất của bác Bùi Minh Cảnh có viết một đoạn nói rằng là tôi luôn ủng hộ những người tốt những người cống hiến hết sức mình cho dân cho nước đó là những người yêu nước thương dân đích thực ở đâu hoàn cảnh nào họ cũng được đông đảo người dân yêu thương trân quý và ghi nhận công lao tương xứng với những việc làm tốt đẹp của họ Nguyễn Phương Hằng là người như thế à mở đầu thôi thì chúng ta thấy những cái việc mà bác viết ra là chúng ta nghe rất là nhiều rồi đúng không À, nhận xét về em thì có nhiều ý kiến trái chiều nhưng mà hơn tất cả là những người lời khen tặng mong em vượt qua kiếp nạn để trở về với cuộc sống đời thường cống hiến bằng cái tâm trong sáng bằng những đồng tiền của chính mình cho các bé bị bệnh tim bị não uống thủy rồi người khó khăn cơ nhở gia đình bà mẹ việt nam anh hùng anh em bộ đội trấn giữ trường sa làm đường làm cầu trường học à, mái lọc nước cho dân nghèo ở bến tre mà chính phan văn mãi khi còn là bí thư bến tre đã ghi nhận và cùng dự lễ khánh thành rồi tặng bằng khen cho vợ chồng em. À, em đã bị bắt 6 tháng trời, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải trả hồ sơ yêu cầu công an điều tra bổ sung cái việc có đồng phạm hay không, thêm đơn kiện để củng cố chứng cứ. Kết quả điều tra theo họ là không có căn cứ mở phiên tòa. À, vậy là theo bác Bùi Minh Cảnh, luật sư kỳ cụ này thì cái việc mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà trả hồ sơ thì có lẽ là chưa đủ cái uh, chứng cứ để cũng chưa chưa đủ cái, cái chứng cứ để có thể mở phiên tòa đó cả nhà à đúng không theo theo uh, bác được uh, luật sư này thì bác nói vậy đó uh, theo kết quả điều tra thì chưa đủ căn cứ để mở phiên tòa và trong 53 video clip em live stream họ thu giữ và giám định cả 6 tháng trời không xác định có đồng phạm thì dù có gia hạn thêm gần 2 tháng nữa cũng thế thôi vụ án không xuất hiện tình tiết mới gia hạn tạm giam cũng không thể làm thay đổi bản chất nội dung vụ án hay chỗ này theo cái nhận định của bác thì mình thấy rất là tâm đắc bởi vì khi mà chúng ta nhìn lại cái vụ việc á là trong 53 cái video clip được cho là có những cái hành vi vi phạm pháp luật hoặc là xúc phạm ai đó thì thật sự mà nói cả nhà nó cũng chỉ là cái câu chuyện cãi qua cãi lại thôi cãi qua cãi lại người ta tấn công bà hàng đáp trả người ta tấn công bà hàng đáp trả và cái câu chuyện này nó gối gọn ở trong cái cái vấn đề cãi nhau thôi chứ còn chẳng hạn như cả nhà coi cái câu chuyện của thiện em bầu trụ đi ngoài những cái video clip là có cái hành vi vi phạm pháp luật là xúc phạm người khác của nhóm Tạm am đó, thì chúng ta thầy còn thấy rất là nhiều những cái vấn đề khác nó nó dây mơ rễ má rất là nhiều rồi những cái hội nhóm những cái sự liên kết rồi những cái đối tượng những thành phần chống phá rất rất là nhiều luôn cho nên nó có thể là ảnh hưởng và nó có sự liên kết rất là chặt chẽ với nhau à, do đó cái sự việc đó nó rất là nghiêm trọng còn ở trong cái câu chuyện của bà hằng thì chúng ta thấy gối gọn ở trong những cái phát ngôn của bà hằng trên mạng xã hội thôi chứ nó hoàn toàn không có cái vấn đề râu ria bên ngoài à, cho nên nếu mà giống như là bác bùi mình cảnh nói á, là có gia hạn thêm thì nó cũng chứng cứ nó cũng chỉ bao nhiêu đó thôi đúng không à, do đó, đó cái vụ án à, cái này bây giờ cho dù mà có gia hạn thêm đó, thì nó cũng không thể làm thay đổi bản chất không có à, thay đổi cái nội dung vụ án được à rồi bác viết tiếp á, là với em dù trong những giấc mơ à, đám nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện à, giấc mơ nha À, em đã tố giác chúng trong các buổi livestream thì đây cũng là một cái hành động được coi là tố giác tội phạm và nhiều người mà giỏi công nghệ thông tin có thể truy cập vào các tài khoản mở tại các ngân hàng nhưng mà không thể nói ra do vi phạm luật ngân hàng à đúng rồi cho dù có một số người biết đi chăng nữa cũng không thể nào công khai được bởi vì công khai là vi phạm đời tư cá nhân vi phạm luật ngân hàng rồi à đúng không và một điều lực có thể bảo vệ bọn ăn chặn chiếm đoạt tài sản Đáng ra, mỗi cái tài khoản kêu gọi từ thiện phải được công khai, minh bạch cho các mạnh thường quân và nhân dân giám sát, hoàn toàn không xâm phạm tiền gửi của các cá nhân, tổ chức, giao dịch với ngân hàng. Thì rõ ràng khi mà bà Hàng La làng lên cho nên cái nghị định 93 mới ra đời và những ai kêu gọi từ thiện thì phải dùng cái tài khoản kêu gọi từ thiện đó và phải công khai lên. Nó cũng rất là hay đúng không? Rồi, với tôi, em vẫn là một bông hoa đẹp, tỏa sáng rực rỡ, ngay cả trước hàng trăm tướng lĩnh các bộ À, cấp cao cán bộ cấp cao từng giữ nhiều trọng trách to lớn à, quyền thế một thời họ ban họ do ban bí thư bộ chính trị bộ chỉ huy trung ương quản lý chỉ vì không thoát được đồng tiền lòng tham trỗi dậy cố ý hoặc cơ hội phạm tội tham nhũng bị đảng kỷ lực khai trừ mỗi chức vụ thậm chí là vào tù em đẹp hơn họ gấp ngàn lần cố lên em nhé bên em vẫn còn hàng triệu người tốt đang dỗi theo và hy vọng em được giải quan được về với À, người nghèo và với những phận đời kém may mắn. À, đó là những cái uh, lời tâm sự à, một vài đoạn ở trong cái uh, lời tâm sự mới đây của bác Bùi Minh Cảnh là một luật sư rất là nổi tiếng và bác đã về hưu. À, tuy nhiên thì vẫn còn trăn trở cái câu chuyện của sư nguyễn Phương Hằng. À, thì rõ ràng qua cái lời tự sự của bác thì uh, chúng ta thấy rằng uh, cái bản chất thật sự của vụ việc này nó chỉ là cái sự cãi nhau trên mạng xã hội thôi. À, nói nói đơn giản như vậy, thì mà mặc dù á, thì cái quy mô nó cũng lớn thật đó, nhưng mà nó chỉ gối gọn ở trong cái câu chuyện, cái cái à, bản chất của nó là cái chuyện cãi nhau trên mạng xã hội. À, đây là một cái hệ quả của một nhóm người ganh ăn tức ở hoặc là đụng chạm đến chén cơm của họ hay gì đó, cho nên họ nhảy vào, họ kiếm chuyện với bà hàng trước. Đó là một cái điều chúng ta thấy rất là rõ ràng. Ngay cả người trong cuộc cũng đã lên tiếng cái chuyện đó rồi, đúng không? Và ở một cái diễn biến khác á nha nha, thì lại có những cái người có lẽ cái cái mức độ mà cái ăn tức ở của bà của 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 những người này nó lên tới đỉnh điểm rồi à, họ cái ghét bà hằng cho nên họ dựng lên hàng loạt những cái câu chuyện mang tính áp đặt rồi chụp mũ à, cho rằng bà hằng là những người thế này thế kia xấu xa gì đó rất là ghê gớm à, chẳng hạn như mới đây nè có một luật gia đã lên tiếng khẳng định chắc rằng á, là cái vụ việc của bà hằng nó rất là nghiêm trọng nó nghiêm trọng hơn cả cái tội phạm chống phá đất nước luôn à, ghê chưa cả nhà ha à, mà thật sự khi mà vừa nghe đến cái lập luận này, cái lập luận mà cho rằng bà Hằng nặng hơn tội chống phá đất nước này kia kia nọ đó, thì có lẽ là chúng ta hiểu ngay cái người mà muốn truyền cái thông điệp đó, cái, cái, cái truyền tải cái thông điệp này là họ rất là ghét bà Hằng, ghét đến mức độ nào đó, rất là có lẽ là kinh khủng lắm rồi. À, bởi vì cho dù ai mà có cái vấn đề về nhận thức đi chăng nữa đó, thì cũng thấy rằng bà Hằng là một người yêu nước, bà Hằng à, nói chung là bà Hằng đã đánh thức cái lòng yêu nước cho đông đảo quần chúng nhân dân và thực sự trong đó có mình luôn, mình lấy lấy mình ra làm một cái dẫn chứng cụ thể luôn. Bởi vì á, à, xin thưa với cái nhà luôn á là gia bà đình mình nó nó có truyền thống, truyền thống yêu nước, kêu bằng ba đời đó. À, chẳng hạn như ông nội, bà ông nội, ông ngoại, hai ông đều ôm súng đi à, giết giặc để đánh kẻ thù. À, còn bà nội thì à, che giấu rồi che chở cho cán bộ cho bộ đội. À, rồi ba mình thì cũng là đi à, quân hàm xanh. Nói chung là À, ba đời đó nhà mình là ba đời à, theo cách mạng yêu nước Tuy nhiên á, và để được cái tinh thần mà yêu nước như ngày hôm nay thì không được à hơn 30 năm qua thì không có cái cái bằng cái cảm xúc cái cái tinh thần cái lòng yêu nước như vậy nhưng mà sau vài tháng à, theo dõi những cái livestream của bà Hằng thì dường như bà Hằng đánh thức được cái lòng yêu nước à, của bản thân mình nha à, và mình thấy cũng có rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã chia sẻ chia sẻ nói thẳng về cái vấn đề đó và sau khi mà nghe livestream của cô Hằng thì tự nhiên yêu nước hơn đó đúng không à, và thật sự cái nhà để làm được cái điều đó thì rất là khó rất là khó không có đơn giản chút nào đâu ha à, rồi quay trở lại á thì chúng ta thấy cái lập luận mà cho rằng bà hằng nguy hiểm hơn cái tội tội phạm mà chống phá đất nước á là khi mà bà hằng à, tụ tập đông người à, đi đến những cái nơi như là tỉnh thất bồng lai xuống nhà hàng ni à, thanh Trần hay là đến phòng trà đồng dao rồi đó thì họ cho rằng những cái hành vi đó, đó là rất là nguy hiểm mà mà nó nguy hiểm hơn cái tội chống phá đất nước luôn đúng không rõ ràng đây là cái sự quy chụp à, sự quy chụp quy chụp rất là rõ ràng luôn bởi vì cái thứ nhất á là bà hằng đâu có kêu gọi đúng không M bà hằng đâu có kêu gọi mọi người đến đó hãy đi đến đó cùng tôi chúng ta hãy cùng nhau đi đến phòng trà đồng giao Hay chúng ta đi cùng đi đến chỗ này chỗ kia không không hề bà hằng không bao giờ có cái chuyện mà kêu gọi như vậy đúng không cho người ta hiếu kỳ người ta đi đến đó là cái quyền của người ta đúng không mà chúng ta cũng phải hiểu rằng á bà hằng là một cái công dân thì bà Hằng có quyền tự do đi lại đúng không? bà mua hàng muốn đi đâu đi đâu có ai mà cấm với lại cái chỗ cái nơi mà bà hàng đến đó là người ta cũng đâu phải là vùng vùng cấm vùng đất cấm đâu mà mà không cho người ta tới đúng không? còn cái chuyện mà đông người tụ tập á, thì um, kiểu như là hiếu kỳ á người ta cũng muốn đi đến đó xem bà hàng đối chất với người đó như thế nào à, đến đó rồi sự việc nó như thế làm sao rồi một số anh em youtuber hay là facebooker người ta cũng đến đó để người ta đưa tin xem cái tình hình như thế nào đó là sự hiếu kỳ thôi đúng không đó là sự hiếu kỳ thôi còn cái chuyện mà tụ tập đông người á thật sự thì nếu mà để nói thêm thì cả nhà thấy mỗi lần mà đội tuyển việt nam mà giành chiến thắng đó hay là đọc cúp rồi đó thì người ta cũng xuống đường người ta hô hào người ta ủng hộ đội tuyển việt nam thì cái chuyện đó cũng cũng tụ tập đông người vậy thì đâu có gì ngỡ nghiêm trọng đâu chừng nào mà nó gây ra những cái, cái 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 kết quả gì đó nó ảnh hưởng hay là có những cái hậu quả gì đáng tiếc sự cố gì đáng tiếc đó thì mới đáng nói à chẳng hạn như trong cái trường hợp của bà hằng đôi khi có nhiều người quan ngại là tập tụ tập đông người cái lúc dịch bệnh á thì rõ ràng cái đó là cũng có một lý do nhưng mà cuối cùng thì cũng đâu có xảy ra cái chuyện đáng tiếc đó đâu à cho nên á đừng có quy chụp kiểu đó à rồi rồi cái thứ hai nữa là có một số nơi á những cái đối tượng những cái người mà bà hàng đến á là họ đã rủ trước à, chẳng hạn như bồng lai cũng rủ trước rủ rê trước xem sao rồi à cô gì hàn ni cũng thách thức bà hàng tới đó thì rủ rê người ta đi tới thôi người ta có quyền công dân thì người ta muốn đi đâu thì đi đúng không à, vậy thôi chứ đâu có gì đâu vậy mà làm rùm beng lên nói là bà hàng tụ tập thì nguy hiểm hơn tội phạm chống phá đất nước chống phá gì trong rất là nhiều lần bà hàng đã nêu rõ là người yêu nước thương dân bà hàng không bao giờ có vụ mà chống đối đường lối gì của của đảng và nhà nước hết trơn làm sao mà mà lại là, là nguy hiểm hơn tội phạm chống phá đất nước đúng không nhưng mà nói tóm lại á là cái lập luận cho rằng cái vụ bà hàng mà nghiêm trọng hơn tội chống phá đất nước là một cái sự à kêu bằng gán ghép chụp mũ à, chủ yếu là chụp mũ rồi, để cho mọi người à, định hướng cho mọi người hiểu theo hướng đó thôi chứ thật sự là hoàn toàn không có cái chuyện đó à, chúng ta đều thấy chuyện đó cho nên à, cái chuyện mà họ đang à, dẫn dắt dư luận theo hướng đó theo mình nghĩ là nó không có hiệu quả à, không có hiệu quả đâu hãy dừng lại đi đừng có nên đưa ra nó càng càng nói càng quy chụp kiểu đó thì người ta lại càng căm ghét hơn thôi ha à. rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại